Dạ, đây là những cái phần quà để chuẩn bị đi đi chơi duyên cho bà con hàng tháng. Hôm nay 28 này, thì bữa nay trên chuyến đường đi là đi Hậu Giang, mấy bữa trước thì đi Sóc Trăng, đi mấy bữa kia thì có đi Gò, nhưng một hà thì mấy chuyến đó hà không đi. Rồi chuyến này đoạn đường này đi đi Hậu Giang được rồi, hà đi Sóc Trăng. Đợt này Sóc Trăng thì người khác đi, thì Phúc Hà đi Hậu Giang. Mạnh Thường Quân đi theo đó, kẻ góp người vài chục, hai chục, mười ngàn, ba chục gì đó, thì góp vô thì cũng khoảng có khi được cũng vài trăm, để giúp hàng tháng cho những mảnh đời cơ nhỡ, những mảnh đời bất hạnh, những cô chú khó khăn. Đây là cái buổi sáng anh em chuẩn bị quà để đi gieo duyên cho bà con những cuộc cơ nhỏ, những mảnh đời bất hạnh khó khăn cả nhà. Đây là sáng sáng 28 hàng tháng anh Dũng cũng có tổ chức vậy, mấy ngày luôn. Còn phố một gạo quà. Rồi xe này thì chạy đi cái tới vô mấy cái chỗ đường nhỏ thì để lên xe Honda chở đi từ từ, xe Honda nhỏ mà con chị em rồi chở theo từ từ chở vô. Đó lần nào quay phim thấy cái lưng với cái vai không á quý vị. Bị tài xế sao quay dính thấy tài xế được. Mỗi người cỡ theo hai phần quà, hai bịch gạo. Ta mở liền nha anh chồng, cái mình mở mình chạy theo sao. Sao mà lấy bung ra ta mở liền nha anh, mình lấy thế vô đây. Có đây. Nè gửi cho ổ mì nè. Chi vậy? Có gì không? Không chuẩn bị sẵn mô Phật viêm phế quản hay là viêm phổi? Viêm phổi thôi cô. Dạ,
Rồi, con mở sẵn đi. Đây có rồi, có rồi. Cái này cho viên mũi vậy đọc trước đi, đọc đó đi, để cô gạo vô cho cô bưng gạo vô cho cô bưng gạo vô bưng vô cho cổ cái luôn rồi cái này cho người. Chị cầm mở miệng gì sẵn đó, đặng chị đi gọi quyền lên lên xe đi con, vậy cho nó nhanh con. Giờ đã tới nhà của Hoàng Cảnh, dạ thì lần này đi từ thiện đó, Út Hà cũng xuất cái tiền quỹ của ba người, đó là của cô Ba Đồng Nai 500.000 với của cô Son, cô Ba Son cũng 500.000 và của Dương 8030 500.000 và một cái số lượng dầu của họ Út Hà nói đó, là lấy tiền quỹ của cô Ba Đồng Nai 1 triệu và của cô Ba Son 500 là 1,5 triệu rồi Út Hà thì có cái tiền hỗ trợ tiền xe của Mạnh Thường Quân cho Út Hà cũng xuất vô 500 nữa là mua 2 triệu là 500 chai dầu để đi từ thiện bữa lễ ông cố á, bây giờ còn mớ dạ. Dạ, đây là 1,5 triệu đổ tiền lẻ ra để đi cho những mảnh đời cả ngày. Khoan chị sang để lấy tiền gửi cho gửi 2 chai dầu luôn chị. Cho gửi 2 chai dầu đi sao? Dạ. Dạ, thấy cái nhà ở ngoài trước nhưng mà những cái hoàn cảnh là ở ngoài sau. Ở kế bên nhà. Dạ, thấy ở nhà này vàng dữ lắm nè. Chó dữ lắm hả? Không, cái nhà cái cô Quỳnh là ở kế bên. Để dầu vô cho chị Sen đưa cái một luôn. Đấy chưa? Lẹ lên, lẹ lên đừng đi. Con khỉ biết mình lên xe là mình phải trả số rồi. Thì giờ điểm tiếp kế tiếp là mình đi vô tuốt con dùng sâu đây nè đó, chạy chiếc xe con đường cái vừa có chiếc xe Honda chạy thôi.
thì đi vô hoàn cảnh kế tiếp nè, đồng đạo sách quà chúc tịnh tài. Không có đường đi luôn ha. Dạ, chỉ có cái đường đi bộ thôi chứ không còn được chạy xe luôn. Vô tới trong hoàn cảnh này nè, bà này là sư phụ của ông nè, đi ra tới ngoài chợ Xuân Khánh đi kiếm đó. Lần trước đi xin tới chợ Xuân Khánh luôn mà. Đó. Bà này rồi rút quân. Rồi tới cái điểm tới nữa rồi. Tiền đưa giàu cho chị đi trao một cái mộng luôn. Chị chút sang, chút sang tiền nè, tiền dạ, dầu Phật, dạ, anh Di Đà Phật. Có nãy dạ, anh cũng cái này đi vô nha. Dùng. Mắt nó hơi nhỏ hơn. Rồi, anh Di Đà Phật, dạ. Yêu thương. Hiện hang bà luôn hả? Hang bà nằm hai bên hả? Hang bà nằm hai bên luôn. Hang bà là chung. Ờ, hai ông bà nằm hai bên luôn cả nhà ơi. Cái già nhỏ mắt Phật không? Tiếp tục mình đi thêm hoàn cảnh mới nha cả nhà ơi. Cái gì vậy? Thôi, không ăn không. Đó đó Nguyễn. Đói thì đói chứ đâu có ăn gì kỳ gì. Kìa lo chạy rồi không lo nãy giờ lo lấy bánh nọ tưởng nó làm gì. Tôi sợ trả người ta không có luôn à. Chảy người ta thôi có thể đâu. Mùa thu đó nha, tiếp tục hoàn cảnh cả nhà. Ở đây Út Hà đây nè, đi sang. La mấy con chó cô ơi. Đây nè đi sang rồi. Kìa, còn bịch gạo nữa. Còn bịch gạo.
Nhà còn có những cái ngôi nhà lá ở quê. Đây thêm hoàn cảnh nữa hả nha. Lấy quà đi ha. Chưa. Ok. Gạo đâu, gạo dầu. Đây đây đây. Đúng rồi. À, có gạo rồi. Có gạo rồi. Rồi tiếp tục lên đường. Nhà đây thêm còn cảnh nữa. Chưa có túi quà hả? Có ai còn có túi quà ở đây không? Lấy thêm túi quà. Lấy túi quà chị Sen ơi. Lấy thêm túi quà. Nhắc ta nhớ niệm Phật chị Sen. Nam mô Di Đà Phật. Tiền luôn. Quay xe Ngọc Quyền ơi. Mình ta cảm ơn cái dễ dở hùng nha. Nam mô Di Đà Phật. Đẹp trai quá trời đúng hả? Hôm nay hắn tóc mà đẹp trai hả? Đẹp trai quá trời đúng hả? Trời ơi, đẹp á, giống người nước ngoài luôn á. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nó em được đó rồi. Bây giờ thêm hoàn cảnh nữa cả nhà. Mẹ cho tiền con mừng kìa. Mẹ nè, mẹ vô mẹ đó hả? Mẹ nè, mẹ tới hai em luôn. Mẹ bỏ gì à? Cho vô nhỏ hay lắm nha. Tỉnh nói chuyện lý lâu. Bữa hổm thì thấy phải ha. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Rồi đâu múa được coi coi nào, tiên nữ múa cái nào. Tiên nữ múa nè. Dạ. Rồi tiếp tục mình đi.